Thưa sư cho con hỏi, với trình độ của một phàm phu sơ cơ, làm sao tránh được việc hiểu sai lời của Đức Thế Tôn như câu Y Kinh giải nghĩa Tam Thế Phật Oan, Ly Kinh nhất tự tức đồng ma thuyết? Xin thưa là câu này không phải Phật thuyết. Mà một cái câu là không phải Phật thuyết thì có rất nhiều chuyện để bàn. Mà gọi là mình bàn đúng hay bàn sai thì nó cũng có nhiều cách hiểu. Thôi giờ sẽ nói cái kiểu bàn đúng đi. Là mỗi một bài kinh á, thì đều đi kèm cái chú giải của nó. Mà nó kẹt nhất á, là mình đọc kinh á, mà mình đọc cái bản dịch tiếng Việt mà không kèm chú giải, rồi mình dùng cái hiểu biết tiếng Việt của mình mà mình giải thích bài kinh đó, thì phải nói là oan cho Phật lắm. Tại nhiều khi Phật không có nói như vậy, mà tại vì cái người dịch nghĩ rằng Phật nói như vậy cho nên xài cái câu như thế. Tại vì nó thông qua ít nhất là hai lớp. Cái lớp thứ nhất á, là cái lớp dịch, tức là cái người dịch á, họ hiểu cái đoạn văn đó như thế nào thì họ dịch đoạn văn đó như thế đó. Lớp thứ hai là mình hiểu cái bản dịch như thế nào. Tức là mình thông qua hai lớp, không phải là mình hiểu cái bản gốc nữa, mà mình hiểu cái bản dịch, nó khác nhau ạ. Quý vị học Pali, quý vị sẽ phát hiện ra là cái bản dịch thì chắc có lẽ là giờ nói chắc chừng 70% là xài được. Thành ra là những vị mà học Pali thì các vị đó sẽ có cái khuynh hướng dùng cái bản gốc Pali hơn là cái bản dịch Việt. Chỉ đơn giản là bởi vì có nhiều cái việc dịch rất là khó, không có dễ. Dịch làm sao mà mình diễn tả được hết cái ý của kinh, nó rất là khó, nó không có dễ. Có đôi khi một từ đó mà mình mất cả mấy ngày trời để mình tìm một cái nghĩa phù hợp, cái chữ phù hợp để mình diễn tả cái từ đó, nó không hề đơn giản. Trong khi đó nếu mà mình hiểu cái nghĩa của từ Pali á, thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Cho nên là trong kinh văn có nhiều chỗ quý vị đọc tối nghĩa, hoặc thậm chí đôi khi nó sai nghĩa. Sư nói ở đây không phải để cho quý vị hoang mang, mà để cho quý vị thấy rằng cái việc mà mình chỉ đơn thuần mình trông chờ vào bản kinh tiếng Việt và mình hiểu thì nó có cái nguy cơ là do đó, do mình không có hiểu cái bản gốc mà mình hiểu thông qua bản dịch. Thành ra là mình, thứ nhất là mình cần đọc được cái bản gốc mà muốn viết bản. Muốn biết cái bản gốc thì phải học Pali. Phải học Pali mới đọc được bản gốc. Cái thứ hai là phải đọc được chú giải. Bởi vì có những cái đoạn kinh văn mà trong chú giải ra nó rất là rộng thì mình mới hiểu được. Chứ còn nếu như mà mình chỉ dùng cái chữ ở cái bản gốc á, thì mình không có hiểu được cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn nói
quán niệm toàn thân vị ấy thở vào, hoặc là cảm giác toàn thân vị ấy thở vào, cảm giác toàn thân vị ấy thở ra. Thì cái toàn thân đó đó, không đọc chú giải là mình hiểu sai. Bởi vì toàn thân đó là cái thân của hơi thở, tức là hơi thở từ khi nó vào cho đến khi nó hết thì nó là một cái đoạn, ví như một con rắn vậy. Thì đó là toàn thân hơi thở, chứ không phải là cái, không phải là cái thân này. Thì trong chú giải nói, còn trong chánh kinh thì chỉ tới đó thôi, không có chú giải mình sẽ hiểu sai. Cái thứ hai, cũng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn nói là vị ấy quán thân nội thân và quán thân ngoại thân, tức là quán thân bên trong và quán thân bên ngoài. Thế nào là bên trong, thế nào là bên ngoài? Bên trong là quán thân của mình và bên ngoài là quán thân của người khác. Cái đó trong chú giải có nói, mà không đọc chú giải là mình không biết. Cho nên nếu mà giải thích đúng thì y kinh nhất tự thì ta thấy Phật oan, tại vì mình hiểu không tới thì đôi khi oan cho Phật. Mình y kinh giải nghĩa ta thấy Phật oan. Nhất tự ly kinh tức đồng ma thuyết, tức là mình bỏ kinh qua một bên, coi như là mình thuyết cái lời của ma rồi. Thì nếu mà hiểu đúng là như vậy, nghĩa là mình đọc kinh mình phải căn cứ kèm theo, thứ nhất là căn cứ cái bản gốc, thứ hai là cái căn cứ theo chú giải. Cho nên là bây giờ sư mới cho dịch cái chú giải đó.